Dạ, Jim thân chào chị các bạn. Hôm nay xin mời chị các bạn ta dành chút thời gian theo chân Jim, ta cùng thưởng thức cái không khí đêm mùng 8 tháng Giêng như các bạn. Chuẩn bị ngày mai là ngày mùng 9 tháng Giêng. Hàng năm là một dịp lễ như các bạn. Một đại lễ trong đại cao đài, đại lễ vía Đức Chí Tôn là một vị Đức Chí Tôn trong đạo Cao Đài. Thì chị cũng biết là đạo Cao Đài thờ cha và thờ mẹ, thì Đức Chí Tôn tượng trưng cho người cha. Thì hôm nay mùng 8 tháng Giêng, xin mời chị các bạn ta cùng dạo qua không khí trong khu vực ở Tòa Thánh Tây Ninh trong đêm nay, để thưởng thức cái không khí, những cái gian hàng chuẩn bị để khai trương, khai mạc như các bạn và ngày mai để mừng cái đại lễ hàng năm như các bạn. Chỗ này em sẽ đi từ cái cổng Chánh Môn để đi thẳng bên tay phải, hướng này là hướng đi ngang bên các cái bủ tháp phía trước và cái sân chính như các bạn, để trục thần đạo và đi ngang khu vực cả Đông Lan và Tây Lan, đi ngang Tòa Thánh. Đây là các cái gian hàng của các cái họ đạo tham gia triển lãm như các bạn. Thì các cái chủ đề về truyền thống của Việt Nam như các bạn, các vị anh hùng dân tộc, đây là anh hùng dân tộc tượng đạo nè. Đây mừng đại lễ Đức Chí Tôn chủ tịch Phương Thượng Tự Nha. Thì cái giờ cúng lễ là 6 giờ chiều và 12 giờ đêm thì sẽ không có cho xe đi vào. Ngoài cái giờ đó thì mình có thể đi một vòng để tham quan nha các bạn. Đây bên khu vực ở Đông Khán Đài nè, kia là Tây Khán Đài. Những cái năm mà không có dịch bệnh thì những cái đồng đạo đạo Cao Đài ở các nơi về rất là đông như các bạn, trong nước ngoài nước. Nhưng mà năm nay thì có dịch bệnh cho nên là rất là hạn chế, và di chuyển là phải đảm bảo phòng virus như bạn, phòng Covid. Chỗ này tôi sẽ vòng qua bên Tây Khán Đài một lượt như các bạn, tranh thủ cái lúc mà cho xe đi ngang. Đây là Long Quân Âu Cơ. Tình Nguyễn Bình Khiêm như các bạn. Tình Nguyễn Bình Khiêm thì hiện nay mổ ngoài Hải Phòng. Đây vua Nghiêu vua Thuấn như các bạn, vua Thuấn.
tổ thi Hải Thượng Lãng Ông. Đây anh hùng dân tộc Đầu Quốc Toản nha các bạn. Đây là triển lãm thánh giống. Đây là khu vực triển lãm Lý Thường Kiệt. Đây gian hàng về thần nông như hoàng họ đạo phù lú Ninh Hòa. Đức Chí Tôn cao cả, quý thai đức tin tốt lành, mạnh thai tinh thần đoàn kết. Có về người vừa mới, vừa mới và các công dụng sinh hoạt, ngôi đại học, đại học lớn, về dựng lên chọn tinh thần để chuyên về ngôi đại học. Sau khi thành lập được sự lớn lên, dành cho người đứng dậy, đứng chưa dậy. Triển lãm Hai Bà Trưng của dòng họ Đặng Thị cho những gì đây là gì đây? Nhưng cái đạo của ngài là dương đạo, đi ngược lại ý đồ phá đạo của các vua chư hầu và quyền lợi các quan đại phu, nên các vua chư hầu đều không dám dùng ngài. Đức Cẩm Tử khi tiền giáo đến nước vua Bò Dư, gặp phải ông vua vô đạo, tính tình bảo tàng, không ưa tôn giáo, không thích tu hành. Vua ra lệnh thầy Đức Khổng Phụ Tử các bạn thích hai năm và cấm trong nước, nếu ai theo đạo của thầy thì bị tru di. Và vua lại ra sáu điều làm mắt ta không muốn thấy Khổng Phụ Tử. Thầy ư, vậy người dân lên đây ta xem, đây là Mai Ân Tiên phụ sống ư? Các ngươi lên đảo hoàng xem Mai Ân Tiên sinh sống thế nào trên đảo. Dạ, hạ thần đã dò xét, Mai Ân Tiên đang sống rất sung túc trên đảo. Câu chuyện về Mai Ân Tiên nhưng mà qua đây là mạng đến chi? Dạ, cảm ơn chị các bạn rất là nhiều đã cùng tìm dạo qua khu vực ở các cái gian hàng triển lãm và mừng đại lễ với Đức Chí Tôn trong nội ô tòa lãnh Tây Ninh. Hẹn gặp lại với các bạn trong những clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.